Mai Việt Nam nè, 7-8 cánh luôn nè. Hôm rà đi về dưới quên dặn Hân nó quay phim chụp hình. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám cánh. Nụ. Nở trái mùa. Bữa nay Chủ nhật 19 tây tháng 7 2020 nè. Ra lá non, đọt non quá trời. À, cái này tới 8 cánh nè. Đây nè. Mai Việt Nam thì nó chỉa lên. Nó chỉa lên nè. Còn mai mễ có 5 cánh mà nó trút xuống đất. Tháp ngay đây. Khúc này dưới này là mễ nè, khúc này trên là Việt Nam.